Sau 3 ngày tranh tài, Hội thao truyền thống công nhân viên chức lao động Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba lần thứ 10 đã kết thúc tốt đẹp. Hội thao cấp tổng công ty được tổ chức 2 năm một lần, thu hút gần 600 vận động viên đến từ 25 đơn vị trong toàn tổng công ty. Hội thao đã trở thành ngày hội đầy ý nghĩa, không chỉ giúp nâng cao thể lực sức khỏe cho cán bộ công nhân viên lao động, mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị, góp phần động viên cho người lao động tổng công ty hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Hội thao truyền thống Tổng công ty Thuốc lá năm nay còn được tổ chức với ý nghĩa chào mừng 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là chào mừng Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ 3, hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12. Phát biểu chỉ đạo, ông Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty khẳng định, hội thao là hoạt động truyền thống thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong việc xây dựng một sân chơi lành mạnh cho cán bộ công nhân viên người lao động. Kết quả, ban tổ chức đã trao cờ cho các tập thể đoạt giải toàn đoàn và trao 300 huy chương các loại cho các giải cá nhân của 7 bộ môn thi đấu. Trong đó, giải nhất toàn đoàn đã thuộc về đội công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Thăng Long, giải nhì toàn đoàn thuộc về công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Sài Gòn, giải ba toàn đoàn thuộc về đội của công đoàn Công ty Thuốc lá Thanh Hóa.